Từ Cấm Thành là niềm tự hào của Trung Hoa nhưng được xây nên bởi một người Việt. Giữa trung tâm Bắc Kinh là một tòa thành nguy nga tráng lệ, nơi cư ngụ của nhiều vị hoàng đế hai triều Minh Thành, Từ Cấm Thành. Người Trung Hoa luôn tự hào về công trình đồ sộ và bậc nhất thế giới này, nhưng ít ai biết rằng nó có đóng góp không nhỏ của một người Việt. Và đó là ai? Hôm nay, Minh Đức xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về vị hiền nhân người Việt này. Nguyễn An là ai? Theo nhiều ghi chép khác nhau, Nguyễn An sinh năm 1381, mất năm 1453, còn được gọi là A Lưu khi sống ở Trung Quốc, là người vùng Hà Đông, nay là địa phận Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là thần đồng và có biệt tài về kiến trúc. Ông từng tham gia vào công cuộc xây dựng cung điện ở kinh thành Thăng Long dưới thời vua Trần Thuận Tông nhà Trần. Khi đó, Nguyễn An mới gần 16 tuổi. Năm 1407, có tài liệu ghi là 1406, nhà Minh đem quân xâm lược nước ta dưới danh nghĩa Phủ Trần Diệt Hồ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã ghi chép lại thời điểm lịch sử ấy như sau. Người Minh lùng tìm những người ẩn giật rừng núi, có tài đức, thông minh, giỏi giang xuất chúng, lục tục đưa dần về Kim Đăng. Nguyễn An cũng như nhiều thanh niên tráng kiệt và những tài năng ưu tú khác bị bắt đưa về Trung Quốc. Sau đó, ông được chọn làm thái giám để phục vụ trong cung điện nhà Minh. Bén duyên với Từ Cấm Thành. Sống dưới triều Minh, Nguyễn An đã trải qua năm đời vua khác nhau, bắt đầu từ Minh Thành Tổ, Chu Đệ, hiệu Vĩnh Lạc. Chu Đệ vốn là con trai thứ tư của Minh Thái Tổ Trung Nguyên Chương, vị hoàng đế khai quốc triều Minh. Chu Đệ đa mưu, túc trí, tài năng xuất chúng, dũng mãnh hơn người, nhưng lại không được truyền ngôi báu mà chỉ được phong làm Yên Vương, đóng đô ở Bắc Bình, còn gọi là Yên Kinh. Thái tử chết, thái tổ cho con thái tử là Huệ Đế kế vị. Huệ Đế bắt đầu thanh toán các phiên vương là những người chú quyền lực của mình, trong đó có Chu Đệ. Chu Đệ giấy binh chống lại, cuối cùng giành được chiến thắng và lên ngôi. Chu Đệ rời đô từ Nam Kinh về Bắc Bình sau đổi thành Bắc Kinh và ra lệnh xây dựng một hoàng cung vĩ đại chưa từng có, mang tầm vóc sánh ngang với đất trời. Đó chính là Từ Cấm Thành mà chúng ta đang nói đến. Không tin tưởng vào văn võ bá quan mà chỉ trọng dụng thái giám cận thần, Chu Đệ đã giao phó trọng trách này cho Nguyễn An, người được ông tin tưởng là có tài năng lại chính trực, liêm khiết, xứng đáng với vị trí của một tổng đốc công, tổng công chính sự. Như vậy, cùng với những kiến trúc sư khác như Sái Tín, Trần Huê, Ngô Trung, Khoái Tường và Lục Tường, Nguyễn An đã có đóng góp to lớn để tạo nên một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của lịch sử 5.000 năm Trung Hoa. Tinh hoa phát tiết. Từ Cấm Thành được xây dựng từ năm 1406 đến 1420 thì hoàn tất. Giai đoạn sơ khởi này không rõ Nguyễn An có tham gia không và vai trò thế nào. Năm 1421 bị sét đánh hai cung và ba điện bị hư hại. Năm 1437 vua Minh giao cho bộ công xây dựng lại. Viên công bộ thị lang là Thái Tin xin 18 vạn dân phu biết nghề và tốn phí về vật liệu không biết bao nhiêu mà kể. Vua thấy vậy ủy cho quan thái giám Nguyễn An làm tổng đốc công, tổng công trình sư xây dựng lại thành Bắc Kinh. Nguyễn An chỉ dùng 10.000 binh lính và xây dựng trong hơn 2 năm đã hoàn thành. Thật tù loại cào của Lang Anh viết về Nguyễn An như sau. Người giỏi mưu lược, đặc biệt giỏi về công trình, các thành trì, cửu môn, hai cung, ba điện, năm phủ, sáu bộ của Bắc Kinh, Nguyễn An đề ra mọi người đều làm theo. Từ các tài liệu ghi chép lại, có thể thấy giai đoạn tu sửa, mở rộng và hoàn thiện Từ Cấm Thành là thời vua Anh Tông. Nguyễn An đã tham gia vào công trình này từ giai đoạn vẽ đồ án thiết kế, đào tạo nhân lực cho đến chỉ đạo thi công và giám sát hiện trường. Theo cách gọi của thời hiện đại ngày nay thì ông vừa là kiến trúc sư, vừa là nhà quy hoạch, đồng thời là kỹ sư xây dựng lẫn một nhà quản lý dự án. Sách Kinh Thành Ký Thắng của Dương Sĩ Kỳ mô tả rằng Nguyễn An tự tay vạch kiểu, thành hình là lập được thế, mắt ngắm là nghĩ ra cách làm, tất cả đều đúng với quy chế. Bộ công và các thợ thuyền đành chịu khoanh tay bái phục nghe ông chỉ bảo sai khiến, thật là người đại tài xuất chúng. Tài năng của Nguyễn An đã được nhiều sử gia đời mình và các nhà nghiên cứu sử học trên thế giới hết lời ca ngợi.
Thậm chí, các vị vua triều Minh đều xem ông như một bậc kỳ nhân, tin tưởng và trọng dụng ông trong mỗi lần trùng tu, sửa chữa và tái thiết Tử Cấm Thành. Kỳ tích Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa, là chứng tích huy hoàng trong một thời phong kiến và là dấu ấn quyền lực của các vị hoàng đế Trung Quốc cuối cùng. Với những tòa điện nguy nga và lối kiến trúc hào nhoáng, diễm lệ, nơi đây quả thực giống như một chốn thiên cảnh giữa trần gian. Mặc dù vậy, Tử Cấm Thành vẫn thấp thoáng lối kiến trúc của người Việt xưa. Theo phân tích của giáo sư Trần Ngọc Thêm, thì so với cố đô Nam Kinh và các kinh thành trước đó, Tử Cấm Thành có hai điểm mới. Thứ nhất, các kinh thành cũ đều được thiết kế theo hình vuông, nhưng Tử Cấm Thành lại là hình chữ nhật. Thứ hai, Tử Cấm Thành có 3 lớp vòng thành bảo vệ, tam trùng thành quách, trong khi những công trình khác chỉ có 1 hoặc 2 lớp. Hai sự thay đổi này được đánh giá là chịu ảnh hưởng của tư duy kiến trúc Việt, ví dụ như Cổ Loa cũng có 3 vòng thành. Nếu nhìn vào cách bố trí của Tử Cấm Thành, ta có thể thấy rằng không một chi tiết nào là ngẫu nhiên, bởi tất cả đều dựa trên những chuẩn mực lâu đời và mang một ý nghĩa biểu trưng nào đó. Từ cách sắp xếp, bố cục, từ tên gọi mỗi điện cung cho tới từng chi tiết như màu sắc, họa tuyết, trang trí, v.v. Tử Cấm Thành quả thực không chỉ là công trình kỳ vĩ bậc nhất mà còn là tinh hoa của văn hóa Đông Phương như kính trời, trọng đạo, thiên nhân hợp nhất và âm dương hòa hợp. Trải qua gần 600 năm với những phong ba bão táp của đời người và biết bao biến động thăng trầm của lịch sử, Tử Cấm Thành vẫn còn đó như một chứng tích của thời gian. Khi trầm trồ chiêm ngưỡng cái uy nghi kỳ vĩ của cố cung xưa, cũng không thể không nhớ tới người đã có công xây dựng nên công trình ấy. Nhà sử học Trương Tú Dân người Trung Quốc đánh giá rằng, từ xưa đến nay, người tốt trong hoạn quan trăm ngàn người không được một. Còn an hết lòng vì công việc, thanh bạch, liêm khiết, khắc khổ, khi lâm chung không có nén vàng nào trong túi, là một con người cao thượng chỉ để lại công đầu ở Bắc Kinh. Nguyễn An là người kiệt xuất trong hoạn quan, công với quốc gia không thể phai mờ. Ngày nay tên Tam Bảo Thái Giám, đàn bà trẻ con đều tỏ tường, còn tên nhà đại kiến trúc Nguyễn An, A Lưu thì ngay cả học giả, chuyên gia ít ai hay biết. Thật bất hạnh thay, tôi nghĩ với An không chỉ riêng giới công trình đáng ngưỡng mộ mà thị dân Bắc Kinh cũng nên uống nước nhớ nguồn, kỷ niệm, chớ quên. Miệt mài trị thủy giúp dân. Không chỉ xây dựng Tử Cấm Thành, các công trình lớn khác cũng có sự tham gia của Nguyễn An như việc trị thủy sông Hoàng Hà. Những trận lũ lụt lớn trên sông Hoàng Hà vào các năm 1444 và 1445, Hoàng đế nhà Minh đều tin tưởng cử Nguyễn An đi sửa sang lại đê điều. Ông đích thân chỉ huy việc đắp những con đê lớn tại những nơi sung yếu cũng như đào đắp những công trình thủy lợi lớn. Những năm cuối đời, dù tuổi cao sức yếu, Nguyễn An vẫn miệt mài trị thủy giúp dân. Năm 1453, khi đã 73 tuổi, ông vẫn đến Sơn Đông trị thủy và mất dọc đường. Lúc sắp mất, ông vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo người dân Sơn Đông đói khổ vì lũ lụt. Ông trăn trối rằng, đừng xây lăng mộ cho ông như những người có công thời ấy thường làm, mà nên đem toàn bộ của cải của ông góp vào quỹ công để phát trần cho dân bị lụt ở Sơn Đông, những nơi ông đang đi mà chưa tới. Nhiều sách sử của Trung Quốc như Hoàng Minh Thông Kỳ, Anh Tông Chính Thống Thực Lục hay Kinh Kỳ Ký Thắng và Thủy Động Nhật Ký đều ghi nhận công lao to lớn của Nguyễn An. Quý cô bác anh chị thân mến, không chỉ Trung Hoa mà mảnh đất Việt Nam ta cũng có rất nhiều người tài kiệt xuất luôn hết lòng vì dân chúng. Vậy các bạn còn biết hiền tài nào nữa trên mảnh đất hình chữ S thì hãy để lại bình luận ở phía dưới để mình được biết. Biết đâu, đó sẽ là chủ đề cho video tiếp theo. Nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy tặng Đông Tây Kim Cổ một like và giúp mình được lan tỏa tới nhiều người hơn nữa. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chương trình mới nhất. Còn bây giờ, mình Đức xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.